Để Phương share screen. Phương chiều nay mình học tiếp tục phần thứ tư. Và chiều nay đặc biệt thì mình học về chuẩn bị cho tương lai. Thì Phương để tương lai là một cái đại khái thôi. Tại vì đối với người trẻ tuổi thì tương lai khác. Đối với người sồng sồng giống như là gọi là Phương đó, 30-40 đó, thì cái tương lai nó bắt đầu khác. Rồi đối với những người ở trong tuổi cao đó, cao niên á, 60-70 đó, thì cái tương lai của mình lại khác nữa. Thành ra Phương để cái chữ tương lai để cho bao gồm hết tất cả lứa tuổi, để cho mình phải suy nghĩ về tương lai. Thì tiếp theo những phần học đó, thì phần đầu tiên mình nói về nợ và cách trả nợ, là những điều Kinh Thánh đã dạy cho chúng ta về nợ. Rồi phần thứ nhì, chúng ta phải tính ngân sách rất là kỹ càng từng đồng mà mình có, để sao? Để chúng ta làm những người quản lý khôn ngoan, thông sáng, trách nhiệm về tất cả những điều mà Chúa ban cho mình, không phải chỉ về ân tứ thuộc linh, không phải chỉ về những cái mối liên hệ và những cái điều tốt đẹp ở trong mối tình, trong đời sống của mình, nhưng mà kể cả tiền bạc và tài sản của mình, mình phải quản lý một cách khôn ngoan, thông sáng, và mỗi đồng của mình phải có một cái mục đích rất là rõ rệt, chứ mình không có để một đồng nào mà đi ra mà mình không có để ý kỹ càng hay là sơ ý. Rồi từng rồi mình nói về sự để dành tiền như thế nào, và bữa nay mình sẽ nói về cái sự về hưu. Thì trước khi mình vào bài học đó, thì Phương muốn cho mình suy nghĩ về cái tuổi hoàng hôn của mình. Phương đưa ra câu hỏi là mình muốn tuổi hoàng hôn của đời mình như sao. Thì bất cứ lứa tuổi nào, trẻ tuổi hay là sồng sồng hay là cao niên á, mình cũng sẽ đối diện với cái tuổi hoàng hôn. Phương không biết Phương dùng cái chữ này đúng không, nhưng mà cái buổi hoàng hôn là khi mà cái mặt trời nó cao điểm rồi đó, xong rồi nó sắp lặn đó, thì diễn tả như vậy. Thì xế chiều, cái chiều tà đến. Thì bây giờ mình suy nghĩ. Nếu mà ai chưa có bao giờ suy nghĩ thì mình suy nghĩ, hay là mình đã có suy nghĩ rồi đó, thì xin mình nói lên vài những cái điều ước mơ, những cái điều mong mỏi, những cái mục tiêu mà mình muốn đạt được cho đến khi mà mình tuổi tuổi hoàng hôn cỡ 60-70, bên Mỹ gọi là tuổi hưu trí đó. Có ai có suy nghĩ không, và mình có cái những cái ước mơ gì? Phương để lại màn hình để nếu ai có muốn chia sẻ thì mình mở tiếng lên và mình nói. Phương nghĩ rằng là có những người cũng là tuổi hoàng hôn ở trong mình rồi, trong trên mạng hoặc là tại đây. Thành ra hồi xưa mình suy nghĩ như thế nào và bây giờ thực tế như thế nào cũng có thể nói lên. 55 cũng hoàng hôn rồi hả? Chị Hường chưa tới đâu, sắp tới hoàng hôn thôi. 55 là 55 đối với Mỹ là chưa có gì. 62 mới bắt đầu suy nghĩ về hưu trí. Nhưng 55 là tại Việt Nam 55 tuổi là cắt biên chế bắt về hưu cho đàn ông là 60 tuổi, phải không? Bên Việt Nam 55 tuổi là cắt biên chế hả? Cắt biên làm cho chính phủ. Phải không? Ở bên Việt Nam nếu làm cho chính phủ 55 tuổi là phải về hưu hả? Như vậy thì sao ở đây hoặc là trên mạng mình có suy nghĩ về gì về cái tuổi hoàng hôn của mình như thế nào không? Dạ thưa cô. Dạ. Anh này trẻ đó, nghĩ như thế nào về tuổi hoàng hôn? Dạ
theo cái con suy nghĩ và con nhìn cái cuộc sống này và những cái đời sống á, thì nếu mà một cái tuổi già thì cần phải có tiền. Có tiền thì con cháu nó sẽ tới, nếu mà không tiền thì con cháu nó không tới. Cái thứ nhất. Mà nếu có tiền á thì cho những đứa cháu nó sẽ được vui vẻ. Còn phải, nói chung là theo con cũng vậy, con cũng bước tới nhưng cũng vì một chữ tiền thôi. Nhưng thì ý là nói cái đời sống này, những cái con người á, thì bây giờ á, thì rất là cần tiền mới có cuộc vui. Trong những người già người ta hữu hỷ, người ta cho những con cháu, người ta cũng cảm thấy vui, mà con cháu nó gặp tiền á, thì nó cũng vui nữa. Dạ, còn những đứa suy nghĩ, biết suy nghĩ thì cũng rất là ít. Còn những đa số không biết suy nghĩ thì nhiều. Dạ, em xin nói ạ. Ok, cảm ơn chia sẻ. Em này trẻ tuổi mà suy nghĩ xa nha. À, chính xác, chính xác. À, mấy đứa nhỏ nhà Phương á, nó thường nó gặp bà ngoại của nó không có đếm xỉa gì đâu. À, cũng là xấu. Phương dạy nó, con gặp bà ngoại nhà thờ, con phải nói chào bà ngoại. Nhưng mà tới Tết cái tự nhiên nó lại chào bà ngoại. Tại mỗi năm nó quen rồi nó biết. À, biết bà ngoại lì xì. À, à, cái đó nói rất là chính xác. À, trong tuổi cao thì có tiền thì mấy đứa con mấy cháu nó vui khi nó gặp mình. À, rồi có suy nghĩ nào nữa không về tuổi hoàng hôn? Tôi có cái suy nghĩ hồi lúc mà chưa tin Chúa đó, thì cũng giống như cái em vừa rồi nói đó, là cần phải có tiền. À, trong khi mình già cả rồi mình cần phải có tiền để cho con cái này kia nọ. Bây giờ thì cũng nghĩ vậy, nghĩa là làm bao nhiêu tiền thì để dành để cho cháu nó vui, mà mình cũng vui nữa, mình cho cháu mình cũng vui. À, nhưng mà cái điều quan trọng hơn cái điều đó đó là cầu nguyện Chúa mỗi ngày để mình đứng vững và chạy cho xong cuộc đua. À, ok, cảm ơn mẹ chia sẻ. Mẹ thì suy nghĩ rằng là sắp xong cuộc đua rồi, muốn sao cho xong cuộc đua một cách mạnh mẽ, phải không? Trong Kinh Thánh thì ông Phaolô nói rằng là ông muốn đánh trận tốt lành, chạy cho xong cuộc đua, để khi gặp Chúa đó thì Chúa sẽ nói là đầy tớ nghe lành và trung tín. Cảm ơn mẹ chia sẻ điều đó. Còn các ai suy nghĩ về tuổi hoàng hôn nữa không, tuổi cao niên không? Có ai suy nghĩ sẽ đi câu cá câu cá mỗi ngày, câu cá đi ngủ trưa, ngủ trưa ngủ chiều? Cô Sáu đó thì muốn thêm nữa. Cô Sáu thì hay tham lam chút xíu. À, cô Sáu cũng muốn tiền, giống như là em thanh niên hồi nãy nói, rồi cũng muốn chạy xong cuộc đua, rồi muốn sức khỏe, rồi muốn bình an nữa. Ok, đó thật sự là trọn vẹn. Đúng rồi, mình không có thể thiếu sức khỏe được và sự bình an ở trong tuổi già. Có từng một thử lại cô thôn, ngàn mai chốt cuốn dinh về tổ, chậm liễu phân phân cách bước vồn. Nhớ nước đâu là không có cuốn gì đó, đại khái gì đó. Thì cái đời sống của một cái người già giống như cái cảnh hoàng hôn, nó sắp tàn rồi. Cái người mà như cũ á, thì phải lo gác mái chèo đừng về nhà. À. Cái người chăn phải dắt bầy đi về, phải về, phải trở về nhà, lo trở về nhà. À. Không phải tiếp tục đi, làm ngoài, phải biết cái thời điểm. Dân Ninh nói lên một câu thơ, Phương không có thể đọc lại được, tại vì xài nhiều chữ rất là cổ xưa. Nhưng mà đại khái bài thơ nói rằng là tới cái buổi hoàng hôn thì phải chuẩn bị thuyền để đi về nhà, rồi dắt bầy đi về nhà, giống như là chuẩn bị cho cái sự kết thúc á.
Oh, rất là hay, cái đó cũng là bài thơ rất là hay. Bữa nay mình cũng nói về cái sự chuẩn bị cho tuổi tuổi già, và Phương cũng có vài điều để mình suy nghĩ từ những câu kinh thánh mà Phương thấy về cái sự về hưu. Một cái đầu tiên là Dân Số Ký đoạn 8 câu 24 đến 26. Đây là khi dân Israel có một nơi đất hứa, và họ sắp an nhàn và họ sắp an cư lạc nghiệp ấy, thì tất cả những dân Israel được một mảnh đất rất là rộng, rồi họ chia ra mỗi gia đình được bao nhiêu đất để làm ruộng, để chăn bầy. Nhưng mà chỉ có một dân ở trong dân Israel, một chi phái gọi là dân Levi, họ không được một mảnh đất nào hết, và họ không được trồng trọt, và họ cũng không được chăn chiên, chăn bò, chăn bầy. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời biệt riêng họ ra để hầu việc Chúa ở trong đền thờ của Chúa. Họ chỉ được làm những công việc Chúa thôi. Và Chúa giao cho họ từ tuổi tác, ở đây Phương đọc rằng là từ 25 tuổi sắp lên, người Lê-vi phải đến nhập bang trong công việc của hội mạc. Nhưng đến 50 tuổi, người sẽ ra bang, chẳng làm công việc nữa. Người phải cứ giúp đỡ anh em mình trong hội mạc, coi sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công việc nữa. Người phải đối cùng người Lê-vi mà làm như vậy về chức phận của họ. Chúa dặn ông Môi-se cho dân Lê-vi biết rất là rõ về khi mà lứa tuổi nào đó thì phải đi vào đền thờ của Chúa, rồi làm những cái việc hầu việc Chúa. Nhưng mà đến 50 tuổi đó thì không có làm những công việc đó, nhưng mà làm những công việc khác như là giúp đỡ. Thành ra ở đây khi mà Phương đọc cái này đó thì có những cái câu kinh thánh khác và những cái ví dụ khác trong kinh thánh cho mình biết rằng là ở trong đời sống của mình có những cái Việt Nam có thể gọi là mảnh đời, hay là có những cái khoảng ở trong đời sống của mình. Và mỗi khoảng đời của mình đó có những cái công việc khác nhau. Mình phải chuẩn bị cho đến khi mình 40, 50 đó, cỡ 50, 60 đó, mình phải chuẩn bị làm sao để mà làm những cái công việc khác. Chứ mình không có nghĩ rằng là những cái việc mà mình làm bây giờ đó, mình có thể làm hoài. Cái đó thì nó không có thực tế. Và khi mà Phương đi hội đồng năm vừa qua đó, tại hội đồng Bát Tích đó, thì họ nói rất là nhiều về cái sự trao đuốc, và họ nói rằng cái tuổi thanh niên đó là cái tuổi mình thảnh thơi thời gian, mình không có vợ, không có con, không có vấn vương gì, đó là cái tuổi mà mình có sức mạnh nhất nữa. Thành ra đó là cái tuổi để mình làm rất là đắc lực, mình bỏ vào để học hỏi. Thành ra nếu mà ai trong tuổi thanh niên bây giờ đó, mình bỏ sức ra để mà mình làm bất cứ những cái gì mà mình có thể làm được để mà giúp đỡ người ta, hoặc là đi làm để mà làm ra tiền đó, thì mình cứ làm. Và khi mình làm đó, mình sẽ học hỏi được rất là nhiều. Thành ra cái tuổi 20 năm đầu của mình đó là cái tuổi học hỏi và làm. Và nếu mà mình không làm đó thì thật sự mình không có học hỏi được nhiều. Nếu mà mình làm đó và mình thực hành đó thì mình học hỏi rất là nhiều. Và những cái tài năng khiếu mà mình làm đó, mà mình mài cho bén đó, nó sẽ ở với mình trọn cả đời mình để giúp đỡ mình. Trong cái tuổi 20 đến 50 đó là cái tuổi thành nhân. Cái tuổi đó thật sự ra là cái tuổi mình làm, nhưng mà mình làm việc khác. Mình làm xây dựng gia đình. Đa số những cái người trong tuổi đó đó thì có gia đình, có con, có cái, mình phải mua nhà, mua cửa, chuẩn bị cho tương lai về già, và cho con cái của mình, tương lai của mình, làm ăn, sự nghiệp, gây cho vững bền. Rồi tới 50-60 đó, có những cái công việc khác, giống như là tới tuổi đó rồi đó, là cái tuổi, giống như đại hội nói là cái tuổi trao đuốc. Tới tuổi đó thật sự mình phải có những cái người trẻ tuổi bên cạnh mình. Mình nên dạy họ những cái gì mình biết. Mình nên khuyến khích họ tập tành những cái điều gì đó, hoặc là cái nghề của mình, hoặc là cái sự hiểu biết của mình, hoặc là những cái kinh nghiệm của đời sống của mình. Mình nên tìm những cái người để truyền dạy
Thành ra ở đây đó, trong nhà của Chúa đó, những người Lê Vi đó tới 50 tuổi hơn đó thì không có làm những cái điều physical, những cái điều tay chân ở trong cái đền thờ của Chúa, giống như là giết con bò, con chiên hay là gì đó. Nhưng mà họ ở đó, chứ không phải là họ về nhà, họ làm những người cố vấn, họ coi sóc những cái việc để giao cho những người trẻ đó. Nhưng mà họ không có làm việc nữa. Thành ra một cái cách đó là cái cách mà mình phải suy nghĩ về cái tuổi cao niên của mình. Và bây giờ mình ở đâu, trong khoảng đời nào. Mình, nếu mình là người trẻ tuổi thì mình phải biết rằng là mình có thể phải tìm một người lớn tuổi để mà mình học hỏi. Khi mà Phương trẻ đó, Phương có cái này, Phương rất là thích ngồi nghe những người già kể chuyện. Và Phương nghĩ rằng là vì Phương nghe rất là nhiều người già kể chuyện, Phương học được rất là nhiều điều. Nếu mình là người trẻ đó mà mình có những cái người mà tốt lành ở trong đời sống của mình, những cái người gương mẫu đó, thì mình nên học hỏi từ họ. Nhưng mà mình cũng phải làm theo luật của Chúa rằng là mình phải phục tùng các nhà cầm quyền của mình. Có khi mình làm cho ông chủ mà ông chủ ông không có công bình lắm, không có good lắm, nhưng mà có những cái điều mình cũng có thể học hỏi được từ nơi sở nghiệp đó hay là cái công việc đó. Mình cứ phục tùng và mình học hỏi và mình làm một cách xuất sắc thì Chúa sẽ có thể đem mình đến một ông chủ khác hoặc là cái công việc khác. Thành ra nhớ mình ở trong giai đoạn nào thì mình chăm chỉ về cái công việc đó. Và cái điều thứ nhì để suy nghĩ về các lứa tuổi nữa là trong công vụ đoạn 20 câu 24. Ở đây nói về phần thuộc linh. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Ở trong đây đó thì ông Phaolô đang nói, và ông nói rằng là ông không có coi cái mạng sống của ông là quý, miễn là chạy cho xong việc đua của ông và chức vụ mà ông đã nhận lãnh từ Chúa. Và ở trong tuần qua Phương cũng mới nghe, nếu chúng ta từ ông mục sư, Phương coi trên mạng mục sư giảng, nếu mà mình gọi mình là người tin Chúa, nếu mình thật sự tin Đức Chúa Jesus Christ, thì tất cả mình là những cái người chứng nhân của Chúa. Ở trong công vụ đoạn 1 câu 8 nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lãnh quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Juda, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Cái đó đó là cho tất cả những người tin, chứ không phải cho những cái người đặc biệt như là mục sư, chấp sự hay là những người truyền đạo hay là những người khác. Ở đây đó, mình có khi mình thấy cái đời sống ông Phaolô sống rất là quyết liệt cho Chúa, mình nghĩ rằng có chỉ những người như vậy đó mới có nói rằng là cái mạng sống của mình không có quý, sống trọn vẹn cho Chúa. Nhưng mà thật sự ra đó, cái điều mà mình luôn luôn nhớ ở trong đời sống của mình, bất cứ lứa tuổi nào, trẻ hay là trung niên hay là cao niên, mình có cái sự kêu gọi, mình có cái chức vụ là những người làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ. Mình làm chứng qua đời sống của mình, qua cái cách ăn nếp ở của mình, mình làm chứng qua môi miệng của mình, chính mình nói về Đức Chúa Jesus Christ. Thành ra ở trong đây đó, Phương để cái câu này sở dĩ là tại vì mình sống trong cái thế gian phải đòi hỏi có tiền, giống như là em thanh niên hồi nãy nói đó, mình phải có tiền. Trong tuổi già, mình phải có những cái sự chuẩn bị cho nhà cửa của mình. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó không có ý nghĩa quan trọng hơn là cái chức vụ và cái đời sống mà Chúa ban cho mình và cái nhiệm vụ mà Chúa kêu gọi tất cả người tin Chúa. Thành ra, cái này đó thì Phương cũng suy nghĩ rất là nhiều. Hôm bữa Phương suy nghĩ về già như thế nào. Cái này là điều Phương suy nghĩ, và cũng là cái câu thứ ba về cái khi mà Phương 80 tuổi, để Phương nói lên cái điều mà Phương suy nghĩ về khi mà Phương 80 tuổi. Và Phương suy nghĩ như vậy tại vì câu Kinh Thánh Thi Thiên này là cái phần cuối: người công bình sẽ mọc lên như cây kè,
lớn lên như cây hương nam trong trên Liban. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Ở đây á, mình phải tưởng tượng rằng những cái người tin Chúa, những người tin Đức Chúa Jesus Christ á, mọc lên như là một cái cây. Thật sự ra đó, Phương thấy cái mấy cái cây palm á, cây kè đó là cây palm á, nó sống rất là lâu mà nó sống rất là tốt. Ở trong sa mạc á, nó cũng rất là tốt và nó rất là cao. Ở đây á, thì nói rằng á, là có hai cái loại cây, cây kè và cái cây Liban. Cái cây trong Liban á, là những cái cây cổ thụ, mình tưởng tượng những cái cây cổ thụ. Khi mà ở trong Kinh Thánh nói về gỗ Liban đó, để mà xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời đó, là gỗ rất là quý, rất là hiếm. Vì những cái cây đó rất là lâu năm. Thành ra ở đây cái câu Kinh Thánh nói rằng là thật sự những người mà tin Chúa đó là những cái người rất là vững bền, những cái người mọc rất là tốt, tốt đẹp ở trong nhà của Đức Chúa Trời và sẽ trổ bông ở trong hành lang của Chúa rất là đẹp đẽ. Và ở đây nói rằng giàu đến buổi già bạc, bây giờ đến tuổi hoàng hôn đó, giàu đến buổi già bạc họ sẽ còn xanh bông trái, được thánh mạo và xanh tươi, hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa gì. Thành ra khi mà Phương đọc cái câu này đó, thì Phương nhắm vào cái chữ giàu đến tuổi già bạc á, đầu bạc đó, mình vẫn xanh bông trái và được thánh mạo và xanh tươi. Thành ra khi mà Phương suy nghĩ về câu công vụ này, cũng như là câu năm này đó, Phương nghĩ rằng á, là có những cái việc mà Phương sẽ ngưng làm khi mà mình cao tuổi. Mình sẽ có thể không có đi làm nhiều giống như bây giờ nữa. Nhưng mà có những cái việc mình sẽ vẫn làm. Và Phương suy nghĩ rằng, và Phương cầu nguyện với Chúa rằng á, là khi con 80 tuổi đó, con muốn vẫn mạnh khỏe giống như là ngày con 40 tuổi. Và mắt con vẫn sáng sủa giống như là ngày con 40 tuổi, và tay con vẫn mạnh mẽ, thân thể con vẫn cường thạnh như là khi con 40 tuổi, và con sẽ rao giảng danh Đức Chúa Jesus Christ cho đến ngày con trở về với Chúa. Thì cái điều đó đó, Phương khuyến khích mình suy nghĩ như vậy. Nếu mà mình chưa có suy nghĩ về cái đời sống hoàng hôn của mình nó như thế nào đó, thì Phương khuyến khích mình suy nghĩ một cái cách tích cực như vậy. Tại vì lời Chúa nói rất là rõ ràng, người công bình sẽ mọc lên như cây kè, như cây gỗ, cổ thụ, sẽ xanh bông trái theo thời tiết, rồi đến khi già đó cũng sẽ vẫn còn xanh bông trái và còn xanh tươi. Thành ra không có cách nào mà mình suy nghĩ rằng á, là ô chừng nữa có thể mình già rồi mình bệnh rồi tật rồi như thế nào. Có thể, nhưng mà tội gì mình suy nghĩ như vậy, phải không? Và tội gì mình in sâu những cái sự suy nghĩ như vậy ở trong đầu của mình. Thay vì mình dựa vào lời Chúa và mình suy nghĩ một cách tích cực và mình cầu xin Chúa về cái sức khỏe, về cái sự bình an, về cái công việc hầu việc Chúa của mình được thuận lợi. Nhưng mà ở đây cái điều kiện đó là mình phải công bình. Và ở trong Đức Chúa Jesus Christ đó, mình mới được công bình. Thành ra nếu mà mình chưa tin Chúa đó, thì mình phải tin Đức Chúa Jesus Christ để sao? Để mình có thể được tha thứ hết tội lỗi của mình. Để cái sự công bình của Chúa che phủ mình. Quyết của Chúa che phủ mình, thì trước mặt Đức Chúa Trời mình không tỳ, không vết, không chỗ trách được, tại vì mình được tha thứ hết trong Đức Chúa Jesus Christ. Rồi sau đó mình phải học biết lời Chúa và mình phải làm theo lời Chúa để mình sống một đời sống công bình trước mặt Chúa, và mình phải dựa vào ân điển của Chúa. Khi mình phạm tội, mình không tiếp tục phạm tội. Mình sẽ phạm tội sau khi tin Chúa, nhưng mà khi mình phạm tội, mình dựa vào ân điển của Chúa, mình nhớ lời hứa của Chúa là dầu ngươi đỏ như hồng điều, Chúa cũng sẽ xóa trắng như tuyết. Nếu mà mình xưng ra, mình ăn năn cùng Chúa, mình ngưng làm điều đó, mình cầu xin Chúa tha tội và mình làm lại điều đúng. Cái ân điển đó luôn luôn có cho những người tin Chúa, và trong huyết của Chúa Jesus Christ mình được công bình là như vậy.
Cái đó là cái điều kiện cho cái câu kinh thánh này. Thành ra Phương không có suối mình khơi suy nghĩ một cách tích cực, là ô đời sống tuổi già sẽ như mơ, mình sẽ mạnh khỏe, mình sẽ không bị bệnh, mình sẽ vẫn không. Có một cái điều kiện, mình phải công bình, mình phải trở nên công bình trong Đức Chúa Jesus Christ, và mình phải từ đây đến sau sống một cách đẹp mắt Chúa, theo lời của Chúa dạy, và mình sống một cách công bình trước mặt Chúa. Thì mình có thể suy nghĩ một cách tích cực, và mình có thể nhân danh Đức Chúa Jesus Christ cầu xin Chúa những cái điều mà Phương nói rằng cho đến khi mình 80 tuổi mình vẫn như vậy. Và thật sự Phương nói là Phương không có mong sống lâu. Phương nghĩ rằng Phương cầu xin Chúa sống cho đến 80 tuổi thôi là cũng vừa rồi. Phương nghĩ đến tuổi đó là thấy con thấy cháu là cũng đủ rồi. Già quá thì cũng không có tránh được cái sự bệnh tật. Thành ra Phương cầu nguyện Chúa rằng là khi con 80 tuổi con sẽ hầu về Chúa cho đến ngày cuối cùng của con, và con sẽ mạnh mẽ, con sẽ sáng mắt, con sẽ hầu về Chúa một cách đắc lực giống y như khi con thời 40. Thành ra đó là vài điều Phương nói lên để cho mình suy nghĩ về những tuổi hoàng hôn. Thì bây giờ đó thì Phương nói một cách về tài chính. Đương nhiên ở Việt Nam khác biệt và ở bên Mỹ nó khác biệt, nhưng mà cái điều nó vẫn như vậy, là vẫn same, là trong tuổi già đó mình cũng phải có một cái chỗ ở, mình cũng phải có một số tiền để mà mình xài ở trong tuổi già. Thành ra mình phải tính cho cái những cái điều thực tế giống như là tài chính. Thành ra chiều hôm nay để suy nghĩ thêm đó, mình nhất là cho những người trẻ tuổi đó, những người cao niên đó, thì đến tuổi này đó thì mình phải quản lý như thế nào để cho mình đủ sống. Nhưng mà cho những người trẻ tuổi hơn đó, có cái câu hỏi là nên trả nợ hay là để dành cho về hưu, hay là để dành cho tương lai về hưu đó. Tại vì ở bên đây đó thì khi mình đi làm đó, mình có thể bỏ vào cái tiền về hưu đó, rồi hãng nó sẽ trả một phần cho mình nữa. Nếu mình bỏ vô 100, có khi nó bỏ vô 100 cho mình nữa, mình được 200 để dành để về hưu. Thành ra có khi mình mắc nợ, nhưng mà mình thấy mình nên bỏ vô hay là không bỏ vô. Thành ra để Phương giúp mình trả lời cái này. Trước tiên đó, nếu mà mình còn nợ đó, thì trong sách Châm Ngôn Kinh Thánh nói rằng người giàu cai trị người nghèo, người đi mượn làm tôi hay là tôi tớ cho người cho mượn. Thành ra ở trong Kinh Thánh, nhất là những cái điều mà Chúa dạy mình đó về sự công bình đó, không có tội nào mà không có phải tránh khỏi, không có tránh khỏi cái sự hình phạt được, không có cái nợ nào mà không phải trả. Thành ra ở đây á, mình phải biết rằng á, là cái người đi mượn làm tôi cho người cho mượn. Thành ra Chúa kêu gọi mình được tự do, thì mình cũng phải sống một cái cách tự do. Thành ra Phương nghĩ rằng á, là cái đề, và hơn nữa cái đề nghị của ông Dave Ramsey á, là mình phải trả nợ trước, trước khi là mình để dành cho cái về hưu. Và cái này đó thì những cái số này á, thì nó theo cái cách sống của Mỹ, nhưng mà ông nói như vậy và Phương thấy rất là có lý, và hơn nữa nếu mà mình hiểu thì nó rất là có lý. Ông nói rằng là có, nếu mà một người học ra đại học ở bên đây thì thường mượn tiền để đi học. Nếu mà một người học ra đại học mà thiếu 38.000 đô, cái đó là số trung bình mà người ta thiếu nợ khi mà ra đại học. Nếu mà mình làm theo cái vàng đó thì mình vừa trả cái tiền nợ đó và mình vừa để dành ở trong cái 401k, cái tiền về hưu đó, thì sau tới 67 tuổi nó sẽ như thế nào. Còn cái lần xanh đó là nếu mà mình không bỏ tiền về hưu nhưng mà mình ráng cố gắng trả cho hết cái nợ 38.000 đó, thì mình để, và sau khi đó mình mới để dành đó, thì cái lần xanh đó sẽ lên bao nhiêu tiền khi mà mình 67 tuổi. Thì để Phương nói những cái chi tiết, thì thường thường đó
là khi mà người Mỹ họ đi ra trường rồi đó, họ chỉ có cái nợ tiền học đó, và họ trả mỗi tháng hai trăm mấy. Và thường thường người ta trả như vậy tại vì người ta thấy cái số tiền nhỏ, thành ra người ta cứ trả như vậy, người ta không có nghĩ rằng ô trả cho dứt. Nhưng mà ông nói rằng là thường thường người ta trả 30 năm mới hết. Thành ra nếu suy nghĩ mình 22 tuổi mà mình ra trường đại học, mình trả cho tới 52 tuổi mới hết nợ, rất là lâu. Nhưng mà đa số người Mỹ trả lâu như vậy. Và nếu mà thường thường cái tiền lãi là 5.8 đó, thì từ đây cho đến 52 tuổi đó, mình trả thêm 43.000 là tiền lãi không đó. Nghĩa rằng là trong tiền lãi không mình trả nhiều hơn cái số nợ là 38.000. Thành ra mình sẽ mang cái nợ đó cho đến già 52 tuổi. Mà nếu mà mình bỏ 200 mấy để trả cái nợ và 200 mấy vào cái retirement đó, và tính theo cái tiền lời trung bình đó, mỗi năm là 11% đó, thì đến 67 tuổi mình sẽ có 1.5 triệu để về hưu. Rồi cái trường hợp thứ nhì đó là mình trả, mình không có bỏ tiền đó vào cái về hưu, nhưng mà mình trả thêm vào cái nợ đó. Nếu mình trả 227 đồng rồi ráng trả thêm 481 đồng mỗi tháng đó, thì cỡ 10 năm mình sẽ dứt nợ. Thành ra nếu mà mình trả nhiều hơn thì trong vòng 10 năm mình sẽ trả hết cái nợ đó. Và đến khi mình 32 tuổi đó, mình bắt đầu bỏ 15%, nghĩa là 500 mấy đô đó, vào cái về hưu đó. Và nếu tính cái tiền lời cũng 11% đó, thì đến năm 67 tuổi đó, mình sẽ có 2.5 triệu ở trong cái retirement của mình. Và cái này đó là cái cách mà ông dạy cho những người tầm thường, giống như là những người đi làm hãng. Cái này là tính theo cái lương 40.000 đó, là lương thấp trung bình ở bên nước Mỹ đó, 40.000 một năm đó. Chị Văn chắc làm nhiều hơn 40.000 một năm chứ gì? Không, em nghĩ 40.000 là cỡ hai mấy đồng một giờ đó. Lương giờ có 34-35 ngàn hả? Thì 40.000 cũng hơn có 5.000 à. Nhưng mà bởi cái cách này đó, ông dạy cho những cái người tầm thường rất là không có phải là công việc trả cao hay gì, mà khi mà họ về hưu đó, họ trở thành triệu phú là như vậy. Thành ra nhớ từng rồi á, mình nói về cái sự để dành đó, nó không phải là một cái điều mơ hồ. Nếu mà mình thật sự tích cực, mình trả hết nợ và mình để dành nhiều đó, thì mình sẽ từ từ có một cái tài khoản rất là nhiều. Giống như là từng rồi mình nói vậy đó. Thành ra cái cách của ông nói đó, để phân ôn lại đó, là cái cách trả nợ đó. Cái cách trả nợ đó là mình coi những cái nợ nào, mình viết xuống cái nợ nhỏ nhất, rồi lên cao. Và mình ráng trả thêm, giống như là gấp đôi cái nợ đó. Nếu cái nợ đó mỗi tháng trả 200 đồng đi, thì mình ráng sao để dành thêm 200 đồng nữa, mình trả 400 mỗi tháng cho nó hết. Xong rồi đó, sau khi mình trả hết cái nợ đó, ông nói chọn cái nhỏ thôi, cái mà cỡ 5-6 ngàn hay là 10 ngàn thôi, đừng có chọn những cái nợ lớn. Mình chọn cái số nhỏ, rồi mình ráng trả nhiều hơn. Rồi sau khi đó, sẵn ở đây mình trả 400 một tháng rồi, bây giờ mình trả cái nợ khác, nghĩa rằng là mình trả, nếu cái nợ đó cũng là 200 đó, bây giờ mình trả 600, mình bỏ 400 nó qua, mình trả 600 vào cái nợ đó. Cái tiền mà mình trả với cái nợ đó đó, rồi mình để cái đó qua cái số nợ kia, mình trả 600 nữa hay là 800 nữa nếu mình có thể được. Tại vì sao? Một khi mình bắt đầu để dành tiền rồi đó, mình tiết kiệm rồi đó, và mình có dư cái khoản số tiền đó, thì mình lấy cái số tiền đó để trả thêm cho nợ. Thế nên ở đây nhá, Phương hỏi rằng cách để dành tiền như thế nào. Phương nói những cái cách mấy tuần trước rồi, nhưng mà bây giờ Phương muốn ôn lại để cho mình thấy những cái cách rất là thực tế. Để coi. Nè,
Phương coi cái này đó, Phương muốn chia sẻ vài những cái cách mà Phương nghĩ ở bên Việt Nam cũng có thể dùng những cái cách rất là thực tế này để mà để dành tiền để trả nợ. Một á, là để dành tiền khi mà mình mua đồ ăn. Mua đồ ăn á, thì Phương nghĩ rằng á, là mình ở bên Việt Nam đó ăn uống rất là dễ, rất là rẻ. Có những cái món Mỹ đó nó đòi hỏi rằng phải mua chính phải mua giống như là cái này nhưng mà Việt Nam mình ăn rất là dễ, nếu mà có một chút xíu cá hay là thịt kho rồi rau gì cũng được, mình làm canh hay là mình luộc hay là mình chấm nước tương hay là mình xào thì cũng được. Thành ra nhất là những người ở bên Mỹ, mình phải tính rằng mỗi khi đi chợ đó mình thật sự cần cái gì, không cần cái gì, mình ăn đơn sơ chút xíu. Rồi số 3 là có những cái membership á, những cái tiền mình đóng hàng tháng đó, mình phải coi lại coi cái nào không có cần thiết mình cancel hết. Anh là trong tháng qua là phát cancel cái điện thoại nhà, tại vì cái điện thoại nhà không có ai gọi trơn á, có chỉ mình những cái người quảng cáo họ gọi thôi mà mất công trả lời nữa, tại bây giờ ai cũng có điện thoại cầm tay rồi, không có cần cái điện thoại bàn nữa. Thành ra phải cancel cái đó, rồi phải cancel cái đủ thứ, cái gì không có xài á, cable cũng cancel, Netflix cũng cancel luôn. Những cái điều mà mình có thể không có cần, mình sống không cần đó, mình không có mua nữa. Những cái đó nó rút tiền mỗi tháng đó, thì nó cũng cộng lên rất là nhiều. Rồi phát khi mà mình xem xét kỹ càng đó, giống như là mấy tuần rồi Phương nói đó, mình phải xem coi từng đồng của mình đi đâu đó, thì mình tự nhiên thấy rất là nhiều điều lòi ra. Phương khi mà phát suy xét đó thì phát thấy là ô sao có thêm một cái đường dây mà không ai xài, hồi đó giờ mình trả tiền rồi phát cancel luôn. Thành ra khi mà mình quản lý chi tiết đó, mình sẽ thấy những cái cách để dành tiền. Rồi số 4 là buy generic đó. Ở bên Việt Nam chắc cũng vậy, nhưng mà bên Mỹ thì nhiều hơn. Nó có đồ hiệu. Đồ hiệu thì mình thấy ở trên TV nó quảng cáo cái hiệu đó thơm, ngon, cao cấp gì đó. Rồi nó có những cái điều đồ không có hiệu, giống như là hiệu Walmart hay là đồ vô hiệu. Thật sự ở bên Mỹ đó, nếu mà mình xem xét đó, có nhiều đồ mình mua ở ngoài chợ, đồ ăn á, cùng một hãng đó, họ sản xuất ra một cái đồ hiệu rồi cái một đồ vô hiệu. Phương đi mua cái những cái potato chip, những khoai tây chiên đó, cái hiệu Lay's á thì nó 2 đồng mấy 3 đồng một bịch. Còn cái hiệu Walmart á là cái đồ vô hiệu đó, nó có 1 đồng mấy à, 1 đồng 3 mấy cent một bịch à, mà nó giống y hệt nhau luôn. Và có nhiều hãng đó họ làm cho tất cả luôn, họ làm cho hiệu này, họ làm cho hiệu kia, thành ra mình trả cái số tiền nó cao hơn thôi, nhưng mà cái đồ ăn, cái chất lượng nó giống y hệt như vậy. Thành ra có khi Ami nói no, nhưng mà có khi nó là như vậy, có khi cái chất lượng nó khác. Với hơn nữa đó, cái đồ hiệu này nói đến đồ mặc nữa. Ở bên Việt Nam thì không biết làm sao, nhưng mà ở bên Mỹ đó, thật sự những cái đồ mà mình mua ở Walmart á, là cái tiệm tầm thường đó, cái tiệm siêu thị tầm thường đó, họ có những cái người mà xem xét những cái chất lượng của đồ đó. Giống như là có khi mình đi ra ngoài mall đó, mình mua đồ mắc tiền đó, mà về nhà mình giặt một lần á, nó cũng rút lại như thường. Hay là những cái đồ giống như vậy nè, mình giặt á, cái nào cái màu nó lem ra. Nhưng mà cái tiệm Walmart đó, họ có những cái người họ xem xét những cái chất lượng đó sẵn rồi, thành ra mình mua rẻ mà cái chất lượng nó cũng giống như là cái đồ mà mình mua mà có hiệu ở ngoài siêu thị hay là ở ngoài mall, ở ngoài chỗ người ta đi shopping á. Thành ra mình không cần thật sự mua đồ hiệu, nếu mà mình mặc thấy đẹp là được rồi, phải không? Cái đó là ăn thua mình đẹp. Rồi hơn nữa, có nhiều chỗ đó họ bán những cái đồ cũ mà chưa cũ đó, họ bán rất là rẻ, thành ra mình cũng có thể mua những cái đồ đó. Cut ties with cable là TV là Phương nói rồi, cái đài truyền hình đó ở bên Mỹ á, cái cable có khi 60 đồng một tháng á, mà mình coi được bao nhiêu đài, chẳng lẽ mình coi hết 100 đài sao mà mình trả 60 để mà mình có nhiều đài làm chi. Cái cách khác nữa đó là mình set ở trong ngăn khoảng của mình đó, mình có một cái checking là một cái mà mình thường xài, rồi mình có một cái ngăn khoảng để mà mình để dành đó, mình có thể
làm sao cho mỗi tháng nó tự nhiên chuyển tiền từ cái này qua cái savings để dành cho mình, thì mình sẽ tự nhiên để dành tiền. Rồi số 7 đó thì số 7 nói là rằng là khi mà mình có những cái tiền mà thêm á, giống như là mỗi năm á, nếu mà hãng mình, cái hãng của mình nó khá rồi nó cho mình thêm tiền bonus á, hay là mình làm tiền T á, một ngày nào tốt á, mình được tiền T nhiều đó, thì mình phải để dành cái đó, chứ không phải là ô bữa nay được tiền T rồi mua thêm đồ ăn ngon hay gì đó, hay là đi đi mua cái gì đó vô ý nghĩa. Lâu lâu mình mua những cái đồ đó thì cũng tốt, nhưng mà nếu mà mình có những cái tiền mà vô mà bất ngờ mà nhiều đó, thì mình phải quản lý một cách rất là kỹ càng và để dành cái số tiền đó. Rồi số 8 là để dành tiền điện nước, tiền nước. Ở bên Mỹ mình phải trả tiền điện và tiền nước. Thành ra nếu mình không cần thì tắt hết những cái đèn, tắt hết những cái đồ điện tử. Mùa hè đó thì mình không cần lạnh run đâu, mình bật cái máy lạnh đó, nó lên cao chút xíu, mình vừa đủ cho mát thôi, mình không cần lạnh. Mùa đông cũng vậy, mùa đông Phương cũng ít bật máy sưởi lên cao lắm, tại vì một á, là nó làm cho mình chảy máu cam, tại vì cái hơi nó khô quá. Nhưng mà mình mặc thêm một cái dài áo cho nó dày dày, rồi mình bớt tiền sưởi cũng được. Thành ra cái đó cũng là một cách. Số 9, số 10 đó là số 9, số 10, số 11 á, là cũng thêm những cái cách. Ở bên Việt Nam thì không có, nhưng mà ở bên Mỹ đó, khi mà mình đi mua cái chỗ nào đó mà họ xin được cái email của mình đó, họ sẽ gửi quảng cáo đến mình hoài. Và mỗi khi mình vô email của mình thấy quảng cáo cái gì sale đó thì mình lại muốn mua. Thành ra ở dưới đó nó để unsubscribe đó, là mình không muốn nhận email nữa. Mình dứt bỏ đi những cái email đó để mình khỏi thấy, để mình khỏi bị cám dỗ. Đây, lúc nào mình thấy rằng nó sale á, thì mình cũng nên mua, dầu mình không cần, mình nói mua để dành, nhưng mà thật sự mình mua để dành 2-3 năm rồi có ai xài đâu, phải không? Thành ra mình dứt đi những cái cám dỗ mà không cần thiết ở trong đời sống. Rồi số 10, bảo hiểm. Tuần tới mình sẽ nói về bảo hiểm, và có thể bên ngoài chị Yến nói đặc biệt về bảo hiểm sức khỏe mà chị bán. Nhưng mà bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, có khi nó lên giá đó, mình phải mỗi 2-3 năm đó, mình phải coi lại, coi vài ba hãng, coi cái nào nó rẻ hơn, mình đổi qua. Rồi số 11 đó, rất là dễ. Thay vì đi ăn ở ngoài đó, thì mình đem cơm theo chỗ làm đấy mà ăn. Rồi số 12 á, là mình tìm cái nào mà hạ giá đó. Thường thường ở bên Mỹ, không biết bên Việt Nam có không, nhưng mà có những cái chỗ nó khuyến mãi, nó có những cái gì mà hạ giá đặc biệt đó, thì mình đợi đến cái đó mình mới mua. Giống như là Phương á, thì thường thường á, tới mùa đông á, Phương không bao giờ mua đồ mùa đông. Phương đợi cho đến mùa hè đó, hay là mùa xuân á, qua mùa đông rồi đó, những cái đồ nó bán không được á, thì nó giảm giá rất là nhiều, rồi Phương mới mua. Mùa hè cũng vậy, Phương đợi cho mùa hè qua rồi đó, tới mùa đông đó, Phương mới mua quần cục hay là cái gì đó, tại nó giảm giá rất là rẻ. Mình phải suy nghĩ như vậy. Rồi có nhiều lắm, nhưng mà ở đây cũng nói là số 17 á, là đừng đi uống cà phê, đừng uống quán cà phê với đừng uống quán nước. Thành ra những cái điều đó rất là thực tế. Nhưng mà cái điều mà Phương muốn nói đó là mình, nếu mà mình muốn đó, mình có thể để dành tiền nếu mà mình suy nghĩ rất là kỹ càng, và mình nên quản lý tiền của mình. Và cái điều mà Phương muốn nhắc lại đó là mình sống là người tin Chúa đó, mình phải xem xét cái tiền bạc của mình đó như là những cái điều mà Chúa ban cho mình, chứ không phải là mình làm ra. Cái sức khỏe và cái cơ hội để đi làm, hay là cái cơ hội để được phong chức, hay là tất cả những điều đó đến bởi Đức Chúa Trời để cho mình có một cái cuộc sống bình an, ổn thỏa, thịnh vượng, để mà mình có thể có tâm tình hầu việc Chúa,
và để cho mình có ngăn khoảng hầu về Chúa, làm những công việc Chúa để cứu rỗi linh hồn. Thành ra mình phải suy nghĩ như vậy đó, thì mình mới thấy cái cần thiết để quản lý tiền bạc của mình. Thành ra một lần nữa, 7 bước trở nên triệu phú là để dành 1.000 đồng hờ, rồi trả hết nợ, giống như là Phương nói hồi nãy, từ cái nhỏ đến cái lớn, rồi mình để dành tiền chi phí cho 3 cho đến 6 tháng lương kẻo mình mất cái việc làm. Rồi sau đó là cái việc mình nói hôm nay đó, là để dành 15% cho về hưu. 15% cái số lương mình có đó, từ đây cho đến mình 60 mấy tuổi thì mình có thể có một cái số tiền để mà mình sống cho cái thời gian sau của mình. Rồi mới đến bước thứ 5 và bước thứ 6, để dành tiền cho đại học của con cái mình, rồi trả dứt nợ nhà, rồi số 7 là mình phải cho đi. Phương kết thúc bằng cái câu kinh thánh mà Phương nói từng rồi để khuyến khích mình. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va và vâng lời Ngài. Ngươi sẽ vui hưởng điều tay mình làm ra. Ngươi sẽ được phước về mọi phương diện. Điều đó là lời của Chúa. Và lời của Chúa nói ra rồi đó là không bao giờ thay đổi. Nhưng mà cái điều kiện của mình đó là mình phải kính sợ Đức Giê-hô-va. Nghĩa rằng mình phải hiểu biết lời của Chúa. Mình phải trân trọng làm theo lời của Chúa thì mình sẽ hưởng được những cái công lợi của tay mình làm ra và mình sẽ được phước về mọi phương diện. Ok, Phương sẽ ngưng ở đây. Có ai có câu hỏi gì hoặc là có gì muốn nói thêm không? Hay là chia sẻ thêm không?